Hello, vâng, xin chào tất cả quý anh chị các bạn, rất vui được gặp quý anh chị các bạn trong video ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 28 tháng 3 2022 Thì hai ngày cuối tuần chúng ta có rất là nhiều chuyện buồn và có rất là nhiều thông tin tiêu cực liên quan đến thị trường Và trong phiên giao dịch ngày hôm nay chúng ta tiếp tục chứng kiến một phiên nữa thị trường bán tháo rất là rộng Và trong tháng 1 năm 2022 thì chúng ta cũng đã xuất hiện một cái vụ bán tháo và từ đó cho đến bây giờ thị trường cũng đang diễn biến tiêu cực Thì hôm nay có rất là nhiều quý anh chị các bạn hỏi mình liên quan đến vụ FDC và tại sao FDC bị bán tháo rộng như thế Thì trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi qua một số với những cái thông tin liên quan đến uh, uh, cổ phiếu này và chúng ta sẽ đi phân tích vào thị trường nữa các bạn nhé. Ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ đi qua thông tin về cổ phiếu FLC một chút. Chúng ta sẽ đi bàn luận về một số cái thông tin từ à, tối ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay các bạn nhé. Trước đó vào khoảng tháng 1 năm 2022 thì Trịnh Văn Quyết cũng đã bị phạt 1,5 tỷ đồng do bán chui cổ phiếu và đình chỉ giao dịch chứng khoán trong vòng 5 tháng. Thì đây là cái mức phạt cao nhất cho đến thời điểm hiện tại mà luật chứng khoán Việt Nam đã đề ra. Thì trước đây vào khoảng năm 2017 thì Trịnh Văn Quyết cũng đã có một lần bị phạt 65 triệu đồng cũng đã do bán tháo cổ Cổ phiếu rồi Đây là lần thứ hai mà nhóm cổ phiếu này bị phạt như thế thì lần gần đây nhất đó là ngày vào ngày 24 tháng 3 thì Trịnh Văn Quyết của đã bị phạt 495 triệu đồng do công bố thông tin liên quan đến lĩnh vực chứng khoán thì thông tin tiêu cực của ngày hôm nay liên quan đến nhóm cổ phiếu này và toàn bộ thị trường thì có lẽ là cái thông tin này mới nhất là tối ngày hôm qua ngày 27 tháng 3 trên mạng xã hội thì đã dậy sóng là Trịnh Văn Quyết bị bắt và khám xét nhà theo một số thông tin chưa được xác minh thì Trịnh Văn Quyết bị bắt ở thành phố Hồ Chí Minh và đưa về Hà Nội để tạm giam. Theo một số nguồn tin thì vào khoảng 3 giờ sáng ngày hôm nay ngày 28 tháng 3 thì ông Trịnh Văn Quyết có một chuyến bay sang Anh Quốc để dự lễ khai trương đường bay thẳng từ Việt Nam đến Anh Quốc. Thì theo lẽ bình thường thì ông Trịnh Văn Quyết bây giờ sẽ đang ở Anh Quốc để dự lễ khai trương. Tuy nhiên thì vào sáng ngày hôm nay thì theo tờ báo tuổi trẻ thì Bộ Công an đã ra quyết định tạm hoãn ông Trịnh Văn Quyết trong vòng thời gian là kéo dài một tháng và tính từ ngày 26 tháng 3. Thì đây là một số những cái thông tin mà liên quan đến Trịnh Văn Quyết thực tế hiện tại thì có bị tạm giam hay không hay là đang ở Anh Quốc để dự lễ khai trương thì thì cho đến thời điểm hiện tại thì bên phía Trịnh Văn Quyết cũng chưa có thông tin gì xác thực Hay là bên phía Bộ Công an thì chúng ta vẫn chưa có những cái thông tin để rõ ràng để xác định liên quan đến thông tin này Thì đây là một số những cái thông tin mà mình tóm tắt qua hai ngày cuối tuần là liên quan đến nhóm cổ phiếu FLC Và xảy ra những cái sự kiện không được tích cực cho lắm cho thị trường chứng khoán Việt Nam đến thời điểm hiện tại thì các bạn cũng thấy là những cái thông tin này mặc dù chưa được xác thực rõ ràng cả hai phía đều chưa có những cái câu chuyện chưa có những cái bằng chứng xác thực nào cả tuy nhiên thì các bạn cũng nhìn thấy là những cái thông tin này trước mắt thì nó cũng đã tác động liên quan đến cổ phiếu tác động liên quan đến thị trường và đặc biệt là nhóm cổ phiếu flc hôm nay đã bị bán sàn hàng loạt đúng không ạ thanh khoản tiếp tục giảm tiếp tục mất thanh khoản thì cái vụ liên quan đến xuất cảnh thì có lẽ là gần như là xác thực rồi nhưng mà các bạn cũng thấy là sau những cái vụ à, cấm xuất cảnh này thì đó là những cái câu chuyện cũng khá là tiêu cực đúng không ạ ví dụ như bà nguyễn phương hằng trong thời gian gần đây nhất thì trước khi bị bắt bà cũng là bị cấm xuất cảnh và thì đó là một số những cái thông tin mà liên quan đến thị trường hôm nay thôi liên quan đến nhóm flc và các bạn cũng nhìn thấy là đặc biệt là những cái cổ phiếu liên quan đến flc trong nhóm flc và những ngân hàng cho nhóm cổ phiếu FLC vay nợ nhiều đặc biệt là cổ phiếu BIDB hôm nay cũng bị bán tháo rất là sâu các bạn thấy là tác động liên quan đến chỉ số thậm chí nằm sàn luôn thì đó là một số cái thông tin nó tác động kiểu tác động qua lại thì gần đây nhất vào khoảng tháng 1 2022 thì chúng ta cũng đã chứng kiến một cái vụ liên quan đến FLC và nó cũng đã tác động chéo margin khôn margin qua lại về nhau và các bạn cũng thấy là một số những cái nhóm khác ví dụ như là nhựa cũng bị giảm sâu nhưng hôm nay chỉ có nhóm à, thủy sản là duy trì tích cực nhất tăng tận 5,22% thì thực ra thì trong khoảng thời gian gần đây thì nhóm ngành bất động sản diễn biến rất là tích cực các bạn cũng nhìn thấy là một số những cái cổ phiếu ví dụ như là à, ANV cũng tăng rất là đẹp và vượt đỉnh luôn hay là à, VHC cũng tăng vượt đỉnh luôn tăng sắt Bollinger Band phải chiên và tăng vượt đỉnh luôn ạ và một số những cổ phiếu khác nằm ngoài thủy sản thì cũng diễn biến tích cực ví dụ PC1 hôm nay tăng trần luôn và có khá là nhiều khuyến cho các bạn trước đây cũng nắm giữ cổ phiếu PC1 thì có biết có bán hay chưa và hôm nay cũng diễn biến rất là tích cực và một số những cổ phiếu nhóm ngành bất động sản thì hôm nay đều về bàn thao theo nhóm cổ phiếu FLC FLC Road hay là ART hôm nay đều về cái vùng giá sâu nhất và về vùng giá sâu ấy là thậm chí là mất thanh khoản cho nhóm ngành bất động sản thì các bạn thấy là Vinhome hôm nay giảm rất là sâu đoạn giảm hay là bidv hôm nay giảm tới tác động nhiều nhất là cổ phiếu bidv đây là ngân hàng mà cho nhóm cổ phiếu ở nhóm công ty uh, fdc vay nhiều nhất và nó tác động ảnh hưởng sâu nhất hay là nam long cũng bị giảm dig cũng tạo gáp giảm nói chung là câu chuyện hôm nay dig hôm nay nằm sàn đúng không ạ hôm nay sàn luôn thì nói chung là bất động sản mà thuộc dạng nhóm cổ phiếu đầu cơ hôm nay thì nói chung là diễn biến rất là tiêu cực luôn. Và các bạn để ý là nhóm cổ phiếu Penny và nhóm cổ phiếu Midcap các bạn nhìn thấy hôm nay giảm rất là sâu và trước đây các bạn nhìn thấy là những cái cổ phiếu này diễn biến rất là tích cực. Ví dụ như phiên trước chẳng hạn, đây phiên hôm trước là nhóm Midcap còn tăng tận 50% cổ phiếu tăng điểm, hay là nhóm uh, Penny cũng có tận gần 49% mã tăng điểm. Thì các bạn nhìn thấy là nhảy đến ngày hôm nay một phát đó là Midcap giảm gần 70% và Penny giảm hơn 70%. Thì đây là câu chuyện mà tác động sâu ở những cổ phiếu mà thuộc dạng đầu cơ đúng không ạ thì hôm nay blue chip cũng diễn biến không được tích cực cho lắm các bạn nhìn thấy là blue chip cũng giảm hơn 70% khiến cho toàn bộ thị trường diễn biến tiêu cực đồng loạt chúng ta tạo cái tâm lý khá là hoảng loạn đúng không ạ cuối phiên thì có khoảng hơn 70% mã giảm điểm thì nói chung là một số những cái thông tin của phiên ngày hôm nay thì có lẽ đó là tác động liên quan đến tâm lý ngắn hạn nhất thôi đó là nhà đầu tư cũng được vững tin và đặc biệt là chúng ta thấy là cái thị trường mà tạo gáp thị trường tạo gáp giảm từ phiên sáng luôn Thì đấy cái tâm lý mà nó khá là tiêu cực đúng không ạ Ok thì đó là thông tin xung quanh qua nhóm ngành xung quanh qua cổ phiếu Thì chúng ta quay trở lại về thị trường một chút Thì chúng ta nhìn hiện tại thì chúng ta thấy là thị trường hiện tại đã giảm rất là sâu và giảm hơn 15 điểm Thì về đúng chạm đúng cái đường hỗ trợ MA100 và có rút chân đi lên Đấy là cái câu chuyện mà mình kỳ vọng khá là nhiều là hôm nay phiên giao dịch của ngày hôm nay đó là do tâm lý bất ổn định thôi là tâm lý trước đây là nhóm cổ phiếu flc rốt nó cũng bị ảnh hưởng và diễn biến thị trường cũng tiêu cực từ đó và hôm nay nhà đầu tư cũng giữ cái tâm lý của trước đây và khiến cho thị trường giảm hàng loạt diễn ra trên diện rộng bị bán hàng loạt diễn ra trên diện rộng làm cho thị trường giảm sâu như này và thì đấy là cái tâm lý kiểu như là chúng ta đã được học một bài học từ trước đó rồi. Và hiện tại thì liệu nó tiếp tục có xảy ra như thế hay không? FLC có mất thanh khoản hay không? Hay là bị phạt như này như kia ảnh hưởng margin, vốn margin này kia các kiểu hay không? Vậy thì đó là câu chuyện mà liên quan nó tác động qua lại với nhau thì tâm lý của nhà đầu tư không được ổn định. Và khi thấy những cái thông tin nó diễn biến tiêu cực những cái thông tin tiêu cực liên quan đến cổ phiếu thì tất nhiên nhà đầu tư sẽ không được yên tâm nữa. Mặc dù một số những cái thông tin này thì cho đến thời điểm hiện tại thì mình vẫn chưa có những cái dự kiện để được gọi là xác minh rõ ràng hay là phía B hay là phía bộ công an à xác minh thông tin đó là thật hay là phía bên FLC xác minh thông tin đó là thật hay là bây giờ FLC đang ở Anh Quốc hay là FLC đang bị tạm giam ở đâu đó thì thực ra thì những cái thông tin đó ba bốn cái mảng đó thì chúng ta vẫn chưa có cái thông tin gì rõ ràng cả cả phía bộ công an hay là phía flc thì chưa lên tiếng một cái gì cả thì đó là một số những cái thông tin mà mình thấy là uh, mơ màng nhưng mà diễn biến nó là tiêu cực rồi và mặc dù nó mơ màng không rõ ràng và mù mịt đấy nhưng mà thị trường nó phản ánh ngay lập tức mặc dù diễn biến tiêu cực như thế thì trong nhóm ngành bất động sản nói chung và thì các bạn cũng như thấy là khối ngoại mua rất là nhiều ví dụ như kdh này kbc nam long hay là dxg và vinhome thì đều xuất hiện khối ngoại mua rất là tích cực đúng không ạ thì thực sự thì những cái cổ phiếu này có liên quan đến flc đâu đúng không? một số những cổ phiếu có liên quan đến flc ví dụ như bidv chẳng hạn và bidv thì nó có liên quan thật nó cho vay cho cái doanh nghiệp để vay nhiều vay tiền nhiều thì nó bị ảnh hưởng thì không nói đúng không ạ thì một số những cổ phiếu khác ví dụ như dig hay là nam long kdh vinhome nó chả liên quan đến flc cả nhưng mà thực sự thì nhóm ngành nó bị ảnh hưởng tâm lý nhà đầu tư không được ổn định thì nó vẫn bị bán tháo như thế thì các bạn thấy là ở cái chiều ngược lại thì khối ngoại vẫn đi gom những cái cổ phiếu có cơ bản và nó chả ảnh hưởng nó chả liên quan gì cái cổ phiếu diễn biến tiêu cực cả và họ vẫn đi gom những cái cổ phiếu tốt và và ở thời điểm hiện tại thì có rất là nhiều thông tin mà chúng ta chưa xác thực được liên quan đến phiên giao dịch ngày hôm nay đúng không ạ? OK thì nói chung là video ngày hôm nay thì chúng ta với mục đích là chúng ta tâm sự với nhau góc nhìn về thị trường góc nhìn về nhóm cổ phiếu tác động tiêu cực và sự lan tỏa cái sự tiêu cực đó cho toàn bộ thị trường và thì video cũng khá là dài rồi mình xin tạm dừng video tại đây nếu các bạn có gì thắc mắc thì vui lòng comment xuống dưới video các bạn nhé xin chúc quý anh chị các bạn một buổi tối vui vẻ và an lành còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau ạ